Nhãn hàng Bách Niên Kiện, công ty dược phẩm Phobic hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao, được phát sóng vào lúc 16:30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, khi thời tiết thay đổi thì với những người bị bệnh về xương khớp như là đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay hoặc là đứng lên ngồi xuống cảm thấy là đau nhói ở cột sống lưng, đầu gối và cổ chân, rồi các bộ phận xương khớp có kêu lục khục, vậy đây là biểu hiện của những căn bệnh gì và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta ra sao? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Kính chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ thì sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm và qua đó hiểu hơn được phần nào những phiền toái mà những căn bệnh này gây ra. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, đắp bắp giặt hơi đây. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, môi tình xưa thoáng như một giấc mơ, đắm bắp giấc hơi đây. Bé mập ơi. Dạ. Vô đây con, vô đây. Xe đạp ơi, đã xa rồi ngày ấy, cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi, đắm bắp giấc hơi. Làm giùm tôi coi, người tôi nó nhức mỏi quá đi cô ơi. Dạ. Bây giờ con có thể chăm sóc khúc nào cho bác được? Bây giờ cái vai. Cái vai nó nhức mỏi đó, rồi xuống cái tay. Dạ, xuống cái tay, có tay luôn. Tê tay. Dạ. Rồi cái lưng. Dạ, xuống tới lưng luôn. Rồi hai cái đầu gối. Xuống tới đầu gối luôn. Rồi xuống cái... và tới gót chân luôn. Dạ. Từ trên xuống dưới luôn á. À, từ trên xuống dưới, cái này là đau đa điểm. Cái này không ấy, mình tính từ món thì nó mắc lắm. Mình phải tính theo combo đi. Combo là tổng quát hết luôn á, trừ khuyến mãi ra thì còn 200. Hả? 200 ngàn. 200 ngàn. Dạ. Thôi con cũng bớt là còn 150 đi. Trời ơi cô, chắc ngày cô kiếm ra tiền nhiều lắm ha. Thôi bây giờ không mấy đi, sáng giờ con đi quá trời đi luôn. Bây giờ bác mở hàng cho con 100 ngàn. 50. 50 ngàn không đủ tiền con xức dầu cho bác để con bóp đi. Tôi già cả rồi đâu có làm ra tiền đâu, con cháu nó nuôi. Má. Con. Má sao rồi, đỡ đau nhức chưa? Đau nhức quá trời, nhờ cái cô này nè. Con thấy má kêu người vô làm phụ việc nhà mình, như vậy là đúng rồi đó má. Thôi má chờ con chút nha. Con ra ngoài lấy đồ một cái con vô liền ha má ha. Rồi. Bác ơi. Sao? Chẳng hay cái chàng trai áo cam đó là ai vậy? Con trai tôi. Con trai của bác. Bác. Sao? Thôi 50 nhiều lắm, con không lấy tiền bác đâu. Con sẽ xoa bóp cho bác. Cái này là mình khoan ngoài cái. Má thấy trong người làm sao? Trời ơi, nhức mỏi quá con ơi. Vậy thì bây giờ để con đưa má đi khám coi sao nghe. Đi khám mà lòi ra tùm lum bệnh á. Yên tâm, giờ có cái cô này, cô massage rồi cô bấm nguyệt rồi cô cái gì đó. Em sẽ chăm cứu cho mẹ của anh sẽ hết đau vai, đau gáy, đau lưng nha. Má yên tâm đi ha. Bây giờ đó thì con sẽ nhờ bác sĩ tư vấn cho má để coi thử những cái triệu chứng là nhức mỏi vai gáy nè, rồi tê bì rồi tay chân nè, rồi nhức mỏi xương khớp là triệu chứng của cái bệnh gì ha. Rồi, mời má mình nghe bác sĩ tư vấn nè. Đau hô, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bọc khí khang giúp giảm đau hô, khó thở, hỗ trợ giảm lực cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Bọc khí khang giúp giảm nỗi lo đàm ho khó thở. Sản phẩm không phải là thuốc, không có thể thấy thuốc chữa bệnh. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì gặp phải những cái triệu chứng như là đau lưng, mỏi gáy, tê bì tay chân, như vậy đây là triệu chứng của căn bệnh gì thế ạ? Chúng ta coi cái tiểu phẩm xong rồi thì chúng ta thấy rằng là nhân vật của mình là đa phần bị đau ở đâu, tức là đa phần bị đau cơ hệ cơ xương khớp, thì người ta gọi cái bệnh thoái hóa khớp nó là bệnh viêm xương khớp. Thì ở Việt Nam mình nó phổ biến hơn với cái từ là thoái hóa khớp. Phải hiểu rằng là tất cả các khớp trong cơ thể nó đều bị hư cả, thành ra chúng ta thấy nhân vật đó là từ cổ rồi vai gáy rồi gối đều đau hết. Và đặc biệt là đau khi nào? Khi mà đi cử động nó đau, khi mà thay đổi thời tiết thì đau. Thế đây là những đặc trưng rất là quan trọng của một cái bệnh thoái hóa khớp. Dạ thưa bác sĩ, như vậy với những căn bệnh về xương khớp như thế thì nó sẽ có những biến chứng ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của người bệnh ạ? Thì cái triệu chứng đó là cái gì? Triệu chứng của nó là đau, mà đặc biệt là đau khi cử động, tại vì cái sụn nó bị mòn đi mà. Thoái hóa là cái gì? Là cái lớp sụn nó bị mòn đi. Vì sao? Vì thoái hóa khớp là quá trình lão hóa theo thời gian, ai cũng bị hết á, nhưng mà có đau hay không là quan trọng. Cổ nó cũng có cái khớp, thành ra là người ta vẫn bị đau cái cổ. Do vậy mà bệnh nhân sẽ cảm giác là đau mỏi của cái vùng cổ, và buổi sáng ngủ dậy là cái cổ với cái lưng nó cứng. Hay có nhiều người buổi sáng ngủ dậy mấy ngón tay nó cứng, bóp hồi nó mềm ra, ngón tay cũng bị, gối cũng bị, cổ cũng bị. Cái hậu quả của nó để lại cho người ta là cái gì?
Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó đau. Nó làm cho người ta cảm thấy cái chất lượng cuộc sống nó kém lắm. Và người ta sẽ bị trầm cảm. Và khi họ bị trầm cảm, nó sẽ dẫn tới cái gì? Tăng huyết áp, tiểu đường. Rồi họ đi đứng không được, sẽ bị béo phì. Rồi cái béo phì nó làm cho hai cái đầu gối nó hư nhiều hơn. Nó cứ lẩn quẩn như vậy. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ, đây là một căn bệnh có thể gây ra những ảnh hưởng nặng nề đối với chất lượng cuộc sống và tinh thần của bệnh nhân. Phải có cách nào để điều trị hiệu quả hay không ạ? Làm sao già mà đừng có đau, đừng có bị tàn phế, đừng có bị mất cái khả năng lao động, đừng có mất cái khả năng mà đi tới đi lui vui chơi. Đến giờ này thì y khoa họ có thể làm được chuyện đó. Thì không thể nói là không dùng thuốc Tây y được. Nhưng mà những cái thuốc Tây y đó người ta dùng trong một giai đoạn ngắn thôi để làm giảm đau cho bệnh nhân. Và người ta phải nghĩ tới cái chuyện là có những cái thuốc làm chậm lại cái quá trình lão hóa đó. Bây giờ ngay cả ở phương Tây người ta cũng nghĩ tới cái chuyện rằng là nghiên cứu những cái sản phẩm từ tự nhiên làm sao uống duy trì được cái tình trạng cái khớp mình nó bảo tồn lâu dài mà nó ít tác dụng phụ nhất. Thì có những cái thuốc người ta chiết xuất ra nó là thuốc thật sự. Thì có những cái sản phẩm người ta có thể chiết xuất từ những cái cây cỏ, người ta gọi chung là những cái sản phẩm mà hỗ trợ trong vấn đề điều trị. Từ thế kỷ thứ 10-19 á, thì cái cây liễu ở châu Âu á, là người ta chiết xuất ra cái chất aspirin. Thanh Phương sẽ thấy rằng là ở nhà mà có người già mà có bệnh tim mạch là thế nào cũng uống một viên aspirin mỗi ngày. Nhưng mà trong cái chất đó, trong cái cây liễu, khi mà cái aspirin đó mà mình uống cái liều cao á, thì nó lại làm gây tác dụng là rất dạ dày và hư thận. Thành ra người ta mới nghĩ ra cái chuyện là tinh chất không có chiết ra là nó quá mạnh như vậy. Thì ở châu Âu á, người ta sẽ lấy cái cây, cái vỏ cây liễu trắng á, với là cái cây móng quỷ, thì người ta mới tạo ra một cái sản phẩm để cho bệnh nhân uống, thì người ta thấy là có giảm đau. Và tại sao cái này nó làm chậm lại cái quá trình hư hại sụn khớp? Và chúng ta biết là khi mình bị thoái hóa đó thì nó sẽ bị viêm, thì nó sẽ phá hủy collagen nhanh hơn. Vậy khi bây giờ mình uống những cái thuốc giảm đau có tính chất kháng viêm giống như là cái vỏ cây liễu trắng thì nó ngăn chặn cái quá trình viêm, thì chậm lại cái quá trình hủy hoại của sụn, và như vậy nó sẽ bảo vệ được cái sụn khớp. Như vậy bác sĩ chia sẻ, chúng ta có thể nhận thấy rằng bộ đôi cây móng quỷ và vỏ liễu trắng nó sẽ hỗ trợ điều trị đối với bệnh nhân bị thoái hóa khớp một cách hiệu quả. Và có một cái nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh về điều đó chưa thưa bác sĩ? Thì năm 2003 đó ở Đức á, nó có một cái nghiên cứu trên khoảng hơn 600 người tình nguyện là có thoái hóa khớp, thì khi sử dụng cái sản phẩm đó thì người ta thấy cái tỷ lệ giảm đau nó lên tới hơn 92%, là tới kết quả rất là từ tốt đến rất tốt. Thì có nghĩa là gì? Nó sẽ cải thiện cái triệu chứng đau, cải thiện cái triệu chứng cứng khớp vào buổi sáng, và như vậy thì nó có thể duy trì được các hoạt động khớp của người ta lâu dài hơn. Thế nên khi mà người ta sử dụng cái sản phẩm mà có chiết xuất từ cái cây móng quỷ với lại cái vỏ cây liễu đó, thì nó có cái chất kháng viêm trong đó. Cái chất kháng viêm đó được xem như là chất kháng viêm giảm đau tự nhiên, là nó sẽ làm giảm được cái triệu chứng. Thứ nhất là giảm triệu chứng đau vì nó ngăn triệu chứng viêm. Thứ hai là cái triệu chứng cứng các khớp vào buổi sáng, tức là cảm giác mà bệnh nhân hay than là tê á, giảm được cảm giác tê cứng. Đặc biệt là ở đâu? Ở đầu ngón tay nè, ở cột sống cổ nè, ở lưng nè. Và dĩ nhiên là cái triệu chứng đau của các cái khớp do thoái hóa nó cũng sẽ giảm đi. Khi mà nó giảm triệu chứng đau đó thì các cái cơ nó không có bị co thắt nữa, thành ra người ta cảm thấy nó dễ chịu, nó không có bị co cứng. Khi mà người ta sử dụng như vậy, dĩ nhiên kèm thêm thuốc, trong một thời gian ngắn người ta có thể cải thiện được cái triệu chứng đó, và khi cải thiện triệu chứng thì người ta có thể quay trở về cuộc sống bình thường được. Lời khuyên cho người bị đau lưng, mỏi gối, tê bì tay chân, đầu vai gáy, khi có các dấu hiệu bất thường về khớp nên đi khám để có hướng điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng, sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý khi xuất hiện những cơn đau cấp tính, tập các động tác vật lý trị liệu nhẹ nhàng, chơi các môn thể thao tốt cho hệ xương khớp như bơi lội, yoga theo sự hướng dẫn của những người có chuyên môn. Nên sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng giúp giảm viêm khớp, thoái hóa cột sống, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, làm chậm quá trình thoái hóa, tăng cường khả năng vận động ở các khớp, ngăn ngừa các cơn đau cấp tính, hạn chế biến chứng dính khớp, cứng khớp, khô khớp. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh. Và bây giờ quay trở lại với tiểu phẩm của chương trình để xem rằng các nhân vật sau khi lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ sẽ có cách giải quyết như thế nào nhé. Ồ, thì ra bác sĩ nói má là bị viêm khớp. Dạ. Thoái hóa khớp, để lâu nó dẫn ra nhiều biến chứng nguy hiểm nữa. Dạ. Rồi không có coi thường được nghe. Má thấy không, để giảm đau nè, rồi ngăn ngừa viêm khớp, thoái hóa khớp, thì chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm mà được chiết xuất từ thảo dược, có hoạt chất để ngăn ngừa cái chuyện mà giảm đau, thoái hóa khớp, viêm khớp của má. Vậy đó hả? Ồ. Ừ, nhưng mà anh ơi, em thấy trên thị trường có nhiều sản phẩm lắm, và xuất xứ cũng từ nhiều nguồn. Không biết sản phẩm nào thiệt, sản phẩm nào thật là hiệu quả. Bác sĩ mới căn dặn chúng ta là phải sử dụng những cái sản phẩm có những thành phần có tác dụng điều trị bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp. Mấy bữa trước con có qua nhà thuốc con mua rồi đó chứ. Dạ. Tính đưa cho má mà quên. Rồi đâu? Má chờ con chút, con vô con lấy ra liền nha. Ừ, trời đất ơi. Ôi, thật là đáng yêu biết bao.
trai thì đẹp trai phải không? Dạ đẹp như bức tranh, nhìn hai má con một trời một vực. Hả? Dạ không, dạ bác rất cao và ảnh rất nên thơ, giống như một bức tranh thủy mặc. Đây. Đây đây hả con? Dạ bữa mua rồi đó mà quên đưa. Ừ. Dạ cái này á là viên xương khớp, là sản phẩm tiên phong được chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, đã được chứng minh lâm sàng là có thể điều trị được những bệnh như là viêm khớp, thoái hóa khớp, rồi tê bì tay chân, rồi thoái hóa cột sống của má. Đã được chứng minh lâm sàng có thể làm giảm bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, cứng khớp, thoái hóa cột sống, sưng đau xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay và đặc biệt là đau mỏi vai gáy, rất là hợp với má luôn đó. Dạ, nhưng mà mình xài trong bao lâu được con? Thường là sau 7 đến 14 ngày đầu sử dụng là má sẽ cảm thấy là giảm đau sưng liền. Oh. Sau 2 tuần là má có thể đi lại, đứng lên ngồi xuống dễ dàng. Oh. Sau 3 đến 6 tháng thì không lo đau nhức xương khớp nữa, má thoải mái vận động luôn. Oh, trời ơi, bây giờ có cái này thôi, cảm ơn con nghe. Dạ. Má không có má sao gì đâu, chăm cứu gì đâu. Dạ mình không mát xa nữa cũng không sao. Dạ mình trong nhà mình còn nhiều chuyện lắm, giặt giũ, rửa chén, nấu cơm, chăm trà, là dưng nước cho bác nữa. Ở đây thấy thương quá. Dạ. Kêu cô vô mà ổng làm thôi, sẵn cơm trưa ăn luôn ha. Dạ. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhiều Khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt, OAB. Thưa quý vị, và mong rằng với chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến những cái triệu chứng của thoái hóa khớp và cách điều trị hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.